Hello, xin chào quý chị nhà đầu tư ha. Thì ngày hôm nay là một cái ngày giao dịch của đầu năm 2024. Thì phiên giao dịch ngày hôm nay thì phiên sáng thì khá là tốt ha. Phiên sáng thì được sự kéo điểm khá là tốt của thị trường ở trong trong phiên sáng, nhưng mà sau đó thì cũng đã bị một áp lực bán. Thì đến từ những thông tin là về việc mà thanh tra về cái ngành năng lượng tái tạo ở trong cái giai đoạn này, thì khi mà có việc mà thông tin thanh tra đó ra thì nó cũng sẽ ảnh hưởng phần nào đó đến cái tâm lý của quý anh chị nhà đầu tư. Thì việc mà chúng ta ở trong cái giai đoạn vừa rồi thì chúng ta hầu như chúng ta cũng đã có lãi rồi, thì với việc mà bảo toàn cái lợi nhuận đó thì theo tâm lý của nhà đầu tư thì việc mà kích hoạt cái lực bán ở trong cái giai đoạn này thì cũng khá là bình thường ha. Thì nhà đầu tư cũng muốn giữ lại cái khoản lãi của mình ở trong cái giai đoạn đầu tư vừa qua. Thì về cái việc mà về cái vấn đề của ngành điện thì xíu nữa mình cũng sẽ phân tích về vấn đề này ở trong cái video này. Và trước hết thì chúng ta cũng sẽ vào để chúng ta phân tích về tổng quan về thị trường chung trong cái phiên giao dịch đầu năm mới này. Thì thị trường ngày hôm nay thì có một mức tăng là 1.79 điểm, với thanh khoản là trong phiên ngày hôm nay là 17.000 tỷ. Với thanh khoản được duy trì ở mức này thì cũng có thể gọi là khá là tốt rồi. Về tới các mã cổ phiếu ở trong cái đoạn này thì có 197 mã tăng và cũng như là mã giảm là 299 mã và không đổi là 77 mã. Hầu hết các mã cổ phiếu tác động trong cái phiên ngày hôm nay thì hầu hết đến từ những mã cổ phiếu của dòng điện ha, bị giảm, bị một cái lực bán khá là mạnh, và đến từ những mã cổ phiếu của bất động sản thì ngày hôm nay thì cũng bị một cái nhịp điều chỉnh nhẹ ở trong cái giai đoạn này. Nhưng mà theo đánh giá của mình thì trong ở cái nhịp này thì vẫn là một cái nhịp mà gọi là một cái nhịp điều chỉnh, một nhịp điều chỉnh và rũ bỏ bớt nhà đầu tư ở trong cái giai đoạn này và tiếp tục có một cái nhịp tích lũy mới để tạo cái nền mới tăng ở trong cái thời gian sắp tới đây. Và nước ngoài thì sau 3 phiên mua ròng, sau 3 phiên mà ngừng bán mua ròng thì ngày hôm nay thì ở nước ngoài tiếp tục một cái phiên là bán ròng. Hầu hết bán đến từ những mã cổ phiếu như là SAI, VRE, HCM và STB, SHB, Vinhome, BCM. Còn về thanh khoản thị trường thì hầu như cũng đã được cải thiện hơn so với cái phiên kết phiên cuối năm vừa rồi. Thì thanh khoản ngày hôm nay được cải thiện hơn so với phiên vừa rồi là đâu đó là 2.000 tỷ. Thì ngày hôm nay thì cũng có một phần đến từ cái lực bán thì nó thanh khoản nó cũng đã được cải thiện hơn so với những cái lần trước đó, trong những phiên trước đó. Còn nếu mà chúng ta nhìn về tổng quan thị trường ở trong cái giai đoạn hiện tại thì đối với mình thì mình vẫn giữ quan điểm là thị trường sẽ phục hồi, sẽ tăng về vùng mốc là 1.150. Thì trong cái quá trình tăng đó thì chắc chắn là những cái nhịp điều chỉnh và những cái nhịp mà giảm thì nó sẽ không thể nào đến khỏi rồi, tại vì không thể nào mà thị trường nó tăng một hơi lên tới vùng 1.150 được. Nhưng mà theo góc nhìn của mình thì mình vẫn giữ cái quan điểm của mình là sẽ sắp thời gian sắp tới sẽ tăng về mốc là 1.150. Và ngày hôm nay thì cũng đã có những cái tín hiệu tích cực, đó chính là VN-Index đã vượt được khỏi cái mây giảm của mây Shinjuku và cũng như là vượt được cái mốc là 1.130. Thì vượt được ở những mốc này thì khá là tích cực rồi, nó vượt ra được khỏi vùng sideways ở vùng giá là 1.080 cho đến là 1.130, thì vượt như thế này thì cũng đã giúp cho VN-Index có thể tạo một cái nền mới ở trong cái giai đoạn sắp tới đây. Thì mình đánh giá VN-Index thì khi mà lên tới vùng này thì cũng sẽ đi rũ nhẹ và đi sideways tích lũy và tạo nền ở trên cái vùng nền giá mới ở trên cái vùng sideways này để tiếp tục một cái đà tăng về vùng mốc là 1.150 ở trong cái giai đoạn sắp tới đây. Thì VN-Index ở trong cái giai đoạn này thì mình thấy vẫn ổn và vẫn chưa có những tín hiệu gì xấu mà chúng ta cần phải bán tháo ở trong cái giai đoạn này. Thì hầu như chúng ta cũng sẽ review về một vài mã cổ phiếu mà mình cũng đã có cập nhật ở trong những video trước, đó chính là về mã cổ phiếu VLV ha. Mã cổ phiếu VLV thì trong cái giai đoạn trước thì mình cũng nói cho quý chị nhà đầu tư có thể chú ý, chúng ta có thể mua ở trong cái giai đoạn này. Thì VLV thì mình cũng đã nói ở trước đó thì hiện tại mình vẫn đang nắm giữ ha. Thì VLV hiện tại vẫn đang có một cái vùng tích lũy khá là tốt ở trên cái vùng nền ở trên vùng nền cũ. VLV vẫn đang tích lũy rất là tốt và đang đợi cái tín hiệu dòng tiền để quay về để đạt mốc chinh phục cái mốc là 38.000 đồng trên một cổ phiếu.
thì VLV hiện tại vẫn đang có một cái xu hướng đi khá là tốt, cũng giống như kế hoạch của mình đã đề ra ở trong cái giai đoạn sắp tới đây cho mà cổ phiếu VLV này. Thì đối với VLV thì chúng ta vẫn tiếp tục nắm giữ ha. Tiếp theo là VND. VND thì ngày hôm nay thì gặp một cái lực bán nhẹ ha. VND thì sau khi mà gặp cái kháng cự ở quanh cái vùng mốc là 20 quanh 27 à, 22.000 à, 22.000 à, 22.000 gần 23.000 thì gặp cái kháng cự quanh vùng giá này thì VND tiếp tục có một nhịp điều chỉnh. Thì đối với VND thì ngày hôm nay một phần cũng đến từ cái việc mà về cái năng lượng tái tạo. Thì ông Trung VND thì cũng có dính tới ông Trung Nam ở trong cái giai đoạn vừa rồi, thì hầu như quý anh chị cũng đã biết về cái việc mà trái phiếu Trung Nam thì VND nó cũng dính một phần nào đó tới cái việc mà trái phiếu Trung Nam đó, nhưng mà hầu như tôi cũng đã nói những video trước lại về cái việc mà trái phiếu đó thì nó cũng đã ảnh hưởng vào giá cổ phiếu VND rất là nhiều rồi. Thì hầu như cái giai đoạn này thì nó sẽ cũng sẽ không ảnh hưởng nhiều tới mặt cổ phiếu VND này nữa, tại vì cái cục mà trái phiếu đó thì hầu như cũng đã được VND trích lập dự phòng rồi. Thì mình nghĩ là cái giá cổ phiếu ở trong thời điểm hiện tại của VND nó cũng đã phản ánh được phần nào đó đối với cái việc mà cái cục trái phiếu Trung Nam đó rồi. Còn cái trong cái phiên mà trong phiên ngày hôm nay mà VND bị giảm nhẹ thì mình nghĩ đánh giá phần nào cũng gọi là tác động tâm lý, tác động tâm lý thì dẫn đến giá cổ phiếu của VND nó cũng sẽ khó có thể nào mà nó tăng được ở trong cái phiên ngày hôm nay, mặc dù là những mặt cổ phiếu khác như là HCM. HCM ngày hôm nay tăng rất là tốt, mở gap tăng rất là tốt thì một phần ngày hôm nay HCM tăng tốt như thế này cũng đến từ việc mà sắp tới đây thì HCM có cái câu chuyện chia tách phát hành thì nó giúp cho giá cổ phiếu của HCM tăng rất là khỏe. Đối với SA thì ngày hôm nay cũng bị một lực bán nhẹ ha, nhưng mà hầu như thì đối với những mảnh cổ phiếu như SA hoặc là VND thì ở trong cái giai đoạn này thì đều đang trong một cái nền giá tích lũy khá là tốt ha, và hầu như chưa có những tín hiệu gì xấu. Và theo quan điểm cá nhân của mình nhìn về thị trường thì ở trong cái giai đoạn hiện tại á, thì đây chỉ mới là một cái nhịp rũ giả thôi, cái nhịp rũ giả thôi, và cái nhịp rũ này nó không quá là nó không quá là kiểu như là quá là mạnh, mà nó sẽ rủ để tạo ra trong tâm lý nhà đầu tư nhỏ lẻ sẽ chốt lời ở trong cái giai đoạn hiện tại, bảo toàn cái lợi nhuận của mình ở trong cái giai đoạn đầu tư vừa qua thì sẽ chốt lời quanh vùng giá này, và sẽ khi mà cái nhịp mà nhà nhà đầu tư nhỏ lẻ mà gọi là thua lỗ thì đến từ những cái nhịp kéo sao thì khi đó chúng ta tham gia thì khi đó chúng ta mới bị gọi là bị lỗ ở trong cái giai đoạn đó. Còn ở trong cái thời điểm hiện tại thì chúng ta vẫn có thể nắm giữ tiếp tục được, và quan điểm của mình thì vẫn giữ là 70% cổ phiếu và 30% là tiền mặt để có thể cover ở trong cái giai đoạn sắp tới nếu mà có biến động gì mới. Nhưng mà nhìn chung thì thị trường ở trong cái giai đoạn hiện tại thì vẫn đang theo quan điểm cá nhân của mình thì vẫn đang tốt và chưa có những cái tín hiệu gì xấu mà chúng ta cần phải bán tháo cổ phiếu ở trong cái thời điểm này cả. Còn nhìn về dòng chứng thì ở trong giai đoạn hiện tại thì chúng ta có nắm mã cổ phiếu VND thì vẫn ok, vẫn tiếp tục nắm giữ và chưa có những cái thay đổi gì mới. SHS ở trong cái dòng này thì vẫn đang tích lũy ha, vẫn đang tích lũy và xây nền thôi, thì thôi vẫn đang tiếp tục nắm giữ đối với những mã cổ phiếu này. Tiếp theo là chúng ta nhìn về cái dòng bất động sản nha, chúng ta nhìn về cái dòng bất động sản ở trong cái dòng này thì hầu như là những mã cổ phiếu bất động sản chứng khoán ở trong cái đoạn vừa rồi thì hầu như cũng không có được tăng quá là mạnh, hầu như là vẫn chưa có những cái nhịp tăng gọi là những nhịp tăng mạnh ở trong cái giai đoạn vừa rồi, thì cái nhịp điều chỉnh này thì quay về cái vùng tích lũy ở vùng phía dưới đây thì cũng khá là bình thường thôi, cũng không có cái gì mà nó quá là tiêu cực ha, thì chúng ta vẫn có thể nắm giữ tiếp tục được. HTC thì cũng đang điều chỉnh, HTC thì cũng đang điều chỉnh về cái vùng hỗ trợ phía dưới quanh vùng giá là 32. Sale thì hiện tại cũng vẫn đang trong vùng làm tích lũy thôi, hầu hết những mặt cổ phiếu của dòng chứng khoán, dòng bất động sản ở trong cái giai đoạn này thì vẫn đang ở trong một vùng làm tích lũy. Thì khi mà những mặt cổ phiếu này đang trong một vùng làm tích lũy như thế này thì chúng ta có thể mua để chúng ta lấy được vị thế ở trong cái thời điểm hiện tại, để khi mà có cái nhịp tăng ở trong cái đoạn sắp tới thì chúng ta có thể gia tăng thêm cái tỷ trọng cổ phiếu của mình.
Tiếp đến là những mã cổ phiếu Đạm Cà Mau. Đạm Cà Mau thì ngày hôm nay có một vài thông tin tốt thì cũng giúp cho mã cổ phiếu Đạm Cà Mau kéo khá là tốt ha. Nhưng mà sau đó cũng đã bị cái lực bán chung của thị trường thì cũng đã điều chỉnh trở lại về cái vùng nền, và hiện tại thì vẫn đang trong cái giai đoạn tích lũy thôi. Thì đối với Đạm Cà Mau thì chúng ta vẫn cứ nắm giữ tiếp tục ha, và chưa có những cái gì thay đổi mới ở trong cái giai đoạn sắp tới. Hầu hết cái view của mình thì vẫn đang là nắm giữ tiếp tục thôi. Còn về cái vấn đề của ngành điện ở trong cái giai đoạn hiện tại thì lúc chiều mình có viết một bài viết về cái ngành điện thì cái này là cũng tổng hợp thông tin từ nhiều, nhiều nguồn thì mình tổng hợp lại về cập nhật thêm cho mọi người về cái về vấn đề ngành điện ở trong cái giai đoạn hiện tại, mà tại vì sao mà những cái mảng cổ phiếu của dòng điện nó lại bị bán nhiều như vậy. Thì đối với về ngành điện thì có cái việc mà thanh tra, ngày hôm nay thì có thông tin về việc thanh tra. Về việc đó thì mình cũng đã có cảnh báo, mình cũng đã có những cái cảnh báo từ trước đó rồi, mình đã có cảnh báo từ trước đó rồi. Đây, trong những cái phiên mà cập nhật tuần ấy, thì mình có cảnh báo ở trước đó là chúng ta là nên cân nhắc khi mà tham gia đối với những cái nhà mã cổ phiếu của cái ngành mà năng lượng tái tạo, thì chúng ta cân nhắc trước khi mà tham gia. Đối với những mặt cổ phiếu đó thì mình cũng đã chắc trước đó rồi, hạn chế được cái rủi ro về những mặt cổ phiếu và ngành điện ở trong cái giai đoạn vừa rồi. Thì đối với Pau thì có cái dự án là về vùng Vũng Áng 1 ha, chưa đàm phán xong và kiểm toán yêu cầu giảm trừ vốn đầu tư là 3.138,7 tỷ. Thì hiện cái giá cố định thì đang được áp dụng VA1 với tổng mức đầu tư là khoảng 26 tỷ Việt Nam đồng, thì không có cái rủi ro giảm giá cố định. Thì trong cái trường hợp mà đàm phán thành công thì giá cố định thì sẽ được tăng lên. Thì với cái bài này thì xíu nữa tôi sẽ để cái link ở dưới video cho quý anh chị nhà đầu tư vào đọc tham khảo ha. Thì video mình thì cũng thời lượng thì cũng có hạn nên mình cũng sẽ không có phân tích mổ xẻ quá là sâu về vấn đề này. Thì nếu mà cần tham khảo thêm thì chúng ta có thể vào phần mô tả ở dưới video này để chúng ta đọc thêm về cái câu chuyện của ngành điện, tại vì sao mà nó lại bị bán khá là nhiều ở trong cái dòng hiện tại. Thì sau khi mà cái dòng điện này nó bị điều chỉnh và nó bị bán xong thì đây cũng là một cái cơ hội sau cơn mưa trời đã sáng, thì đây cũng là một cơ hội để cho chúng ta có được một cái góc nhìn đầu tư ở trong cái thời gian sắp tới cho những mặt cổ phiếu của ngành điện sau khi mà bị những cái tác động tiêu cực đó, từ việc mà thanh tra rồi cũng như là rà soát lại đối với ngành này. Thì mình nghĩ là cũng sẽ có những cái giá sau khi mà cái giá cổ phiếu được phản ánh xong rồi, thì đây cũng là một cái cơ hội để chúng ta có thể đầu tư ở trong cái dòng sắp tới đối với cái ngành năng lượng tái tạo này. Thì ngành năng lượng tái tạo này cũng là một cái ngành mà thật sự là còn khá là nhiều dư địa để có thể tăng ở trong cái dòng sắp tới mà chúng ta có thể chú ý được. Tại vì cái ngành năng lượng tái tạo này trong thời gian sắp tới này thì có về việc mà chứng chỉ carbon này kia nữa, thì đây cũng là một cái ngành mà có thể mở ra cho chúng ta nhiều cơ hội đầu tư ở trong cái giai đoạn sắp tới. Thì video đến đây thì cũng khá là dài, chắc mình sẽ phép mình kết thúc video tại đây. Cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video.